Review phim mới. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn bộ phim Dự án siêu năng lực được Netflix sản xuất vào năm 2020. Phim nói về một viên thuốc tên là Power. Nó giúp người uống sẽ có được một siêu năng lực bất kỳ trong vòng 5 phút. Hiện giờ ở New Orleans, nó đang được buôn bán rộng rãi. Chính điều này đã khiến thành phố trở nên hỗn loạn. Các tên tội phạm sử dụng nó để thực hiện việc xấu. Vậy làm sao để ngăn chặn việc này? Chúng ta cùng theo dõi bộ phim để biết rõ hơn nhé. Robin là một cô bé da màu, đang là học sinh trung học. Nhưng đi học chỉ là nghề tay trái của cô, còn nghề chính của Robin là bán thuốc bao quơ. Hôm nay, cô đang giao dịch thuốc với một nhóm trẻ trâu, nhưng bọn này lại muốn cướp thuốc, không muốn trả tiền. Chúng tẩn cho Robin một trận nhừ tử. Đúng lúc này thì một người chạy chiếc xe cào cào đến, anh ta là Phanh, một cảnh sát. Phanh rút súng uy hiếp nhóm trẻ trâu, cứu được Robin. Anh và Robin là bạn thân vì anh cũng thường hay mua thuốc của Robin và dùng nó để bắt tội phạm. Hôm nay anh cũng mua một số thuốc còn tặng Robin chiếc cào cào của mình. Cảnh chuyển đến nhân vật chính của chúng ta, tên là Ad. Anh đang đến một khu ổ chuột để gặp một người tên là New, là một con nghiện thuốc Power. Thấy Ad, hắn ta liền chạy trốn vào trong nhà. Trong lúc truy tìm New thì điện thoại New đổ chuông. Ad với tính ăn cắp vặt chảy trong máu nên cho luôn vào túi. New lúc này trốn trong góc cắn kẹo. Cơ thể anh liền bộc phát siêu năng lực, biến thành một người lửa, lao ra tấn công Ad. Ad kịp thời né được, còn cho hắn một phát súng. Nhưng cơ thể New lúc này không sợ súng đạn, thậm chí còn kích thích cho lửa cháy mạnh hơn. Thấy không ổn, Ad liền bỏ chạy ra cửa sau, nhưng không ngờ sau cánh cửa không có đường làm Ad chút nữa rớt xuống lầu. May mắn anh chụp được một thanh sắt treo lơ lửng, sau đó dùng hết sức nhảy vào tầng dưới. Nếu lúc này thuốc bắt đầu hết tác dụng, hắn ta liền một lúc cắn 3 viên kẹo làm ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếp tục đuổi theo Ad. Ad trốn vào một nhà tắm, thấm ướt áo khoác của mình. Khi Neil tiến lại gần, Ad liền nhảy ra chùm áo khoác vào hắn ta, sau đó ném Neil vào một cái bồn tắm, đấm cho không trượt phát nào. Ad tra hỏi New về người cung cấp thuốc, nhưng New chỉ kịp cho Ad biết một cái tên đó là người khổng lồ. Lúc này cơ thể New bắt đầu thay đổi, vì cắn kẹo quá liều khiến cơ thể New nổ tan tành. Ad cũng bị vụ nổ hất văng. Ad trở về, kiểm tra điện thoại New thì thấy có tin nhắn đến. Thì ra là Robin hỏi New để lấy thuốc, Ad liền giả làm New hẹn gặp Robin. Trong thành phố lúc này xảy ra một vụ cướp, cảnh sát được điều động đến đây, Phanh cũng có mặt. Theo lời khai của bảo vệ, thì tên cướp này như là ma vậy. Đánh anh ta bể đầu mà anh cũng không nhìn thấy hắn. Biết tên này đã cắn kẹo, Phanh lúc này cũng lén cắn một viên. Sau đó tiến vào hiện trường, truy tìm tên cướp. Thì ra tên này ẩn núp chỗ bức tranh. Siêu năng lực của hắn là có thể biến đổi màu sắc cơ thể theo môi trường xung quanh. Tên cướp từ sau đánh Phanh một cú, sau đó bỏ chạy. Cơ thể hắn liên tục thay đổi màu sắc khiến các cảnh sát khó mà nhìn thấy. Phanh lúc này cũng ráo riết đuổi theo. Sau một hồi chạy việt dã 5.000 km, Phanh cũng đã đuổi kịp, hất văng hắn ra đường. Nhưng súng của Phanh cũng văng ra. Tên cướp nhanh tay lấy súng cho Phanh một viên ngay vào đầu. Nhưng viên đạn bay vào tới đầu Phanh thì bật ngược trở ra. Thì ra siêu năng lực của Phanh là có một bộ da siêu cứng. Sau đó, anh bắt đầu bón hành tên cướp. Nhưng tất cả cảnh này đã bị nhóm cảnh sát nhìn thấy. Vì theo luật thì cảnh sát không được cắn kẹo nên Phanh bị cấp trên khiển trách. Còn muốn cho Phanh ra khỏi ngành. Nhưng cấp trên đã cho anh một cơ hội để lập công chuộc tội. Đó là đi bắt nhân vật chính của chúng ta, Ad. Vì phía cảnh sát cho rằng Ad là nguồn cung cấp chính thuốc bao ở cho thành phố. Theo hẹn, Robin đến gặp New. Lúc này Ad đã chờ sẵn ở đây và bắt cóc cô bé bỏ vào cốp xe, chở đến một nơi vắng vẻ. Ad bắt đầu truy hỏi cô về nguồn gốc những viên thuốc mà cô bán. Robin nói mình không biết gì cả, chỉ được cung cấp một số điện thoại, nếu có gì bất thường thì liên lạc, gọi đến số điện thoại kia. Robin được một người đàn ông hẹn gặp ở một khu chợ người Hoa nên Ad đã cùng cô đến đó. Trên xe, Robin đã lén nhắn tin cầu cứu Phanh. Đến nơi, Robin một mình tiến vào, còn Ad giả làm người mua hàng theo sau cô. Nhưng một chút lơ là, Ad đã mất dấu cô. Robin vào trong gặp một người đàn ông, cô đã nói sự thật là mình bị Ad ép đưa đến đây. Người đàn ông kia vô cùng tức giận liền cắn một viên kẹo, tiến ra xử lý Ad. Lúc này một nhóm người xông vào tấn công Ad, nhưng anh lúc thì đánh võ, lúc thì bắn súng đã đưa hết bọn chúng về đoàn tụ với tổ tiên. Nhưng anh cũng đã bị trúng đạn, tiến vào trong nơi làm việc của tên kia. Ad thấy trên màn hình hiển thị vị trí của những người đã dùng thuốc. Thì ra, chúng đưa thuốc bán phổ biến trên thị trường để theo dõi tác dụng của thuốc. Lúc này vì mất máu quá nhiều mà Ad cũng ngất đi. Robin thấy vậy cũng tranh thủ bỏ chạy. Lúc này tên đàn ông cắn kẹo lúc nãy bắt đầu bùng phát siêu năng lực. Những viên đạn ghim vào người hắn từ từ lồi ra ngoài, các vết thương cũng lành lại. Thì ra siêu năng lực của hắn là giống người sói trong X-Men, đó là tự chữa lành vết thương. Hắn bắt đầu đuổi giết Robin. Cô chạy vào siêu thị thì bị hắn cho ngay cái chảo vào đầu, sau đó dùng dao định giết chết cô. Lúc này Ad đã xuất hiện kịp thời giết chết tên kia, cứu cô một mạng. Vì để trả ơn cứu mạng, Robin giúp Ad xử lý vết thương.
Phanh vì nghe lời cầu cứu của Robin nên đã đến nhà cô, vừa lúc thấy mẹ cô đang bị hai tên truy hỏi về tung tích của Robin. Anh liền xông vào và giải vây kịp thời, sau đó còn thành công đặt máy theo dõi trên xe bọn chúng. Bên phía Ad, hai bên cứu qua cứu lại nên giờ đã thân nhau hơn, bắt đầu mở lòng mình. Thì ra Robin bán kẹo là để kiếm tiền chữa bệnh tiểu đường cho mẹ mình. Cô chỉ bán mà chưa bao giờ dám thử qua thuốc nên cũng không biết siêu năng lực của mình là gì. Còn Ad cũng nói cho cô biết mục đích mà anh đi tìm bọn sản xuất Bauer. Thì ra Ad là một quân nhân. Lúc này bên quân đội vì muốn tăng sức mạnh cho quân lính của mình nên đã mua thuốc Bauer về cho binh lính uống. Ad cũng đã từng sử dụng qua Bauer, nhưng vì siêu năng lực anh hại chết quá nhiều người nên anh không dùng nó nữa. Sau này con gái anh sinh ra thì đã có siêu năng lực bẩm sinh. Biết được việc này, nhóm người sản xuất thuốc đã tấn công Ad, sau đó bắt con gái anh về để nghiên cứu. Vì thế anh luôn đi tìm tổ chức kia để cứu con gái mình. Robin lúc này biết Ad là người tốt nên đã đồng ý giúp anh. Biết tin bọn chúng sắp có một buổi triển lãm thuốc, Ad và Robin đã đến đó. Đến nơi, Ad một mình tiến vào, một cước hạ gục tên canh cửa, thành công vào trong. Bên trong, buổi giới thiệu thuốc bắt đầu. Người đàn ông đang PR cho sản phẩm của mình với một bà thím. Bà này là một quan chức cấp cao ở Nam Mỹ, muốn mua loại thuốc này cho quân đội. Theo người đàn ông, loại thuốc này được sản xuất ra bằng gen các loại động vật, giúp người uống có thể sử dụng được những điểm mạnh của các loài vật này trong vòng 5 phút. Nhưng tổ chức sẽ sớm nghiên cứu ra loại thuốc vĩnh cửu nếu có người đầu tư. Lúc này ở ngoài, Phanh đi theo thiết bị theo dõi cũng đến nơi. Anh hỏi Robin về Ad. Cô cố gắng giải thích cho anh là Ad chỉ muốn đi tìm con gái mình, nhưng Phanh không tin. Bên trong cũng bắt đầu thử thuốc. Họ nhốt một cô gái vào lồng kính, cho cô cắn kẹo. Lúc này siêu năng lực của cô bộc phát, thì ra đây là cô bé mùa đông. Siêu năng lực của cô là toàn thân phát ra khí lạnh, có thể đóng băng mọi thứ chạm vào. Mọi người đều quan sát vô cùng hứng thú. Ad lúc này tiến lại, giết chết một tên vệ sĩ, sau đó bắt người đàn ông làm con tin nhằm hỏi ra tung tích của Martin, người đứng đầu tổ chức này. Nhóm của bà thím Nam Mỹ cũng muốn lấy thuốc rời đi khiến tình hình ở đây vô cùng hỗn loạn. Một tên định cắn kẹo, nhưng cả thân thể liền nổ tung vì thuốc phản tác dụng. Nhóm người lao vào bắn nhau loạn xạ, bà thím Nam Mỹ được hộ tống trốn thoát cùng số thuốc. Ad cũng bắn hạ được vài tên, tiếp tục truy tìm người đàn ông. Cô gái thử thuốc lúc này không kiểm soát được sức mạnh, cơ thể cô ta bắt đầu đóng băng, sau đó tan vỡ. Ad lúc này cũng hạ được hết đám vệ sĩ, thành công bắt được gã đàn ông. Sau một lúc tra khảo, hắn đã nói ra nơi hoạt động của tổ chức là ở trên một con tàu, và con gái Ad cũng ở đó. Lúc này Phanh tiến vào. Trong khi Phanh và Ad đang giằng co thì tên đàn ông liền tranh thủ cắn kẹo. Hắn liền bộc phát siêu năng lực, biến thành hút của Marvel. Thấy không ăn, cả hai liền cắm đầu bỏ chạy. Tên kia đập phá mọi thứ cản đường đuổi theo. Trong lúc chạy, Ad đã xả hết khí ga của đường ống máy lạnh ra. Phanh cũng nhanh tay lấy được vài viên kẹo. Cuối cùng Ad nổ súng khiến cả căn nhà nổ tung, tên kia cũng banh xác. Sau đó Phanh đã bắt được Ad và liền gọi báo cho cấp trên. Robin lúc này cũng thấy tên khổng lồ mà New nhắc đến lúc đầu nên đã theo dõi hắn ta. Trên xe, Ad bắt đầu giải thích với Phanh. Anh cho rằng chính quyền ở đây đều bị tổ chức kia mua chuột. Cấp trên lợi dụng Phanh để đi bắt Ad, sau đó là giết Phanh và bắt Ad về nghiên cứu. Phanh nhìn xung quanh thấy đúng là có mai phục nên đã tin lời Ad, quyết định hợp tác với anh. Một người cứu con gái, một người cứu thế giới. Theo kế hoạch, Ad sẽ để bọn kia bắt để tìm được căn cứ của bọn chúng. Ad được đưa đến một con tàu. Tối nay là tổ chức kia sẽ rời đi. Phanh lúc này cũng theo sau đến nơi. Anh và Robin gặp nhau ở đây. Phanh cắn một viên kẹo, sau đó tiến vào trong. Nhóm bảo vệ giả vờ hợp tác sau đó bắn anh. Nhưng anh có siêu năng lực thì mấy chú tuổi tôm mới giết được anh. Sau đó Phanh hạ vài cảnh vệ, thành công cùng Robin tiến vào phòng điều khiển. Bên kia Ad cũng được đưa đến gặp Martin, trùm cuối của tổ chức này. Bà bắt đầu la tha luyên thuyên nói về những kết quả thí nghiệm của mình nhằm tẩy não Ad, nhưng anh quá kiên định. Bà đành đem Ad nhốt vào một căn hầm. Thấy được cảnh này, Phanh bắt đầu đi cứu Ad, còn Robin quan sát phòng điều khiển, mở tất cả các cửa để Phanh thuận tiện đi tìm Ad. Lúc này bên phía tổ chức cũng phát hiện điều bất thường, tên khổng lồ liền cắn kẹo, sau đó đánh bay cửa tiến tới chỗ Robin. Phanh lúc này cũng bị một tên phát hiện, hắn ta liền cắn kẹo sau đó tấn công Phanh. Năng lực của tên này là cơ thể không xương, dẻo nghẹo như một viên kẹo dẻo. Phanh bị tên này cho ăn hành ngập mồm. Hào quang nhân vật chính trồi dậy, anh đánh bay hắn ra, sau đó kéo tay hắn tới cánh cửa. Robin ở phòng điều khiển cho đóng cửa lại, cắt đứt tay tên kia. Robin trên màn hình cũng thấy được nơi giam giữ con gái của Ad nên đã chạy đi cứu cô bé. Tên khổng lồ lúc này cũng đánh bay cửa phòng điều khiển xông vào, nhưng Robin đã rời đi kịp lúc. Thấy tình hình bất ổn, Martin cho tàu rời đi. Ad lúc này hù dọa một tên cảnh vệ, nói là siêu năng lực của mình vô cùng bá đạo, còn định cắn kẹo trước mặt hắn. Tên này sợ xanh mật liền mở trói cho Ad. Tên khổng lồ lúc này cũng đến nơi. Phanh cũng đến kịp lúc, cả hai phối hợp bắn chết tên này.
Robin cũng cứu được con gái của Art. Cuối cùng cha con Art cũng đoàn tụ, bốn người chạy trốn nhưng lại bị một tên phát hiện. Hắn ta cắn kẹo, siêu năng lực bộc phát, xương khớp trong người hắn lồi ra ngoài làm vũ khí, lao vào tấn công nhóm của Art. Phanh liền dẫn hai cô bé chạy trốn vào thuyền cứu sinh, còn Art ở lại chiến đấu. Nhưng tên siêu năng lực, còn Art thì không có nên anh bị đánh cho bầm đầu. Thấy vậy Robin liền hỗ trợ, cô điều khiển cần cầu hất bay tên kia. Art cũng lợi dụng lúc này tiến lại, dùng xương của hắn đâm chết hắn ta. Sau đó Art chạy vào trong thuyền cứu sinh. Bên ngoài Martin cũng cho người bao vây hết xung quanh. Bà ta cũng bắt được Robin, lấy cô uy hiếp Art, yêu cầu tất cả ra khỏi thuyền. Lúc này chỉ còn một viên kẹo cuối cùng, Phanh muốn sử dụng để cứu Robin, nhưng Art không cho. Không phải mọi người muốn biết siêu năng lực của tôi là gì sao? Con gái Art như biết điều gì nên ngăn cản anh, nhưng Art chỉ ôm lấy cô bé, rồi một mình bước ra. Sau đó, cắn kẹo, siêu năng lực bộc phát. Thì ra siêu năng lực của anh là có thể phóng ra một vụ nổ cực lớn có thể hủy hoại mọi thứ xung quanh. Anh cho Robin nằm xuống đất để tránh vụ nổ, sau đó điều khiển nó thiêu rụi hết những người xung quanh. Cả con thuyền cũng bị vụ nổ làm cho tan tành, Martin cũng bị giết chết. Xong việc Art liền ngã gục xuống, vì điều khiển siêu năng lực quá mức mà anh đã chết đi. Robin ôm anh gào khóc trong đau đớn, nhưng lúc này con gái Art xuất hiện, hai tay để vào đầu bố mình, thi triển siêu năng lực. Art lúc này đột nhiên sống lại, thì ra siêu năng lực của cô là hồi sinh sự sống. Thật là quá bá đạo. Sau đó bốn người cùng nhau dùng thuyền cứu sinh thoát khỏi con thuyền. Cuối cùng Art cũng đã cứu được con gái, cả hai chia tay Phanh và Robin, sau đó rời đi. Trước khi đi anh cũng không quên tặng cho Robin một túi tiền để có thể trị bệnh cho mẹ. Bộ phim cũng kết thúc ở đây. Nếu có được viên thuốc này, các bạn muốn siêu năng lực của mình là gì nào? Hãy để dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Mình là review phim mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.